Các bạn thân mến, sau bài tập tối ngày hôm qua, đến sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Chu Xie đã chốt danh sách chính thức 20 cầu thủ tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Theo đó, ba cái tên bị loại là Giáp Tuấn Dương, Ngô Đức Hoàng và Bùi Vĩ Hào. Trong đó, Cao Văn Bình được lựa chọn làm thủ môn dự phòng. Việc Bùi Vĩ Hào, cái tên được coi là tiến linh 2.0 bị loại là điều gây sốc cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Bởi lẽ anh là một trong số ít cầu thủ U22 Việt Nam được thi đấu thường xuyên tại V-League. Tổng cộng anh đã có hơn 1.300 phút thi đấu tại giải đấu cao nhất Việt Nam và có cho mình 3 bàn thắng. Theo tìm hiểu thì ban đầu ông Chu Xie chỉ định loại một hậu vệ và hai tiền vệ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp đã thay đổi ý định sau thời gian tập luyện tại Campuchia. Như vậy là trong tay ông Chu Xie vẫn còn 4 tiền đạo bao gồm Văn Trường, Văn Tùng, Quốc Việt và Thanh Nhàn. Tại buổi họp báo ở SEA Games 32 thì ông Chu Xie chia sẻ tiêu chí lựa chọn cầu thủ cho U22 Việt Nam. Quyết định chốt danh sách cuối cùng là không dễ dàng. Mọi cầu thủ trong đội đều chất lượng. Tôi lựa chọn dựa trên sự đa năng của các cầu thủ. 18 cầu thủ phải thi đấu ở SEA Games. Các cầu thủ đều xứng đáng được tham dự ở SEA Games này. Chúng tôi rất vui mừng khi được tham dự SEA Games 32. Đội tuyển U22 Việt Nam sẵn sàng trình diễn thứ bóng đá tốt nhất sau thời gian chuẩn bị. 2 tháng qua, chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ và chúng tôi rất nóng lòng cho trận ra quân ngày 30 tháng 4 gặp U22 Lào. Theo thống kê thì đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 là đội hình trẻ nhất của bóng đá Việt Nam trong 20 năm dự SEA Games. Đội hình tốt, thế hệ trẻ mới, có sự cân bằng giữa năng lực và sự đa năng. Tôi rất hài lòng về hai khía cạnh này. Đội tuyển U22 Việt Nam có sự cân bằng rất tốt. Huấn luyện viên Thái Lan thận trọng trước thềm khởi tranh SEA Games 32. Các bạn thân mến, như đã biết thì Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Malaysia, Lào và Singapore ở SEA Games 32 này. Ở kỳ SEA Games trước, đội bóng xứ sở chùa vàng về nhì chung cuộc, Thái Lan đang quyết tâm lấy lại ngôi vương ở Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Ông Sitaro mới đây chia sẻ trong cuộc họp báo vào trưa ngày hôm nay 29 tháng 4 trước thềm trận giao quân bảng B, môn bóng đá nam ở SEA Games 32 cho biết: mọi cầu thủ và các đội bóng đều tiến bộ và có sự chuẩn bị tốt. SEA Games 32 sẽ rất cạnh tranh. Với Thái Lan, chúng tôi sẽ tận hưởng các trận đấu với từng đối thủ. Các bạn thân mến, tại SEA Games này thì ông Sritaro không có chân sút chủ lực Suvarnabhumi. Nhưng cựu chiến lược gia của đội U19 Thái Lan vẫn sở hữu lực lượng tương đối mạnh bao gồm Tirasak, Achipon, Chanarong, Leon James hay Anan. Thái Lan đã có màn chạy đà tốt cho SEA Games 32 khi thi đấu khá thành công ở Doha Cup 2023. Các học trò của ông Sritaro đánh bại Qatar, hòa Ả Rập Xê Út và thua Kuwait, đứng hạng tư chung cuộc ở Doha Cup. Tuy nhiên, Thái Lan gặp một số khó khăn như là chỉ có khoảng một tuần để tập luyện, lắp ghép đội hình. Các cầu thủ phải thi đấu liên tục ở Thái League cho đến sát SEA Games 32, dẫn đến nền tảng thể lực có thể bị ảnh hưởng. Dù hầu hết các cầu thủ Thái Lan tỏ ra hào hứng và vui vẻ trong buổi tập gần đây trên đất Campuchia, nhưng ban huấn luyện của đội bóng này cho biết họ rất không hài lòng với chất lượng mặt sân tập. Thái Lan nhận xét mặt sân không bằng phẳng và khác xa so với sân tập mà Thái Lan đã từng làm quen trước đó. Singapore cũng là đội bóng đáng gờm ở bảng đấu. Huấn luyện viên Philippe của U22 Singapore khẳng định là sẽ nỗ lực chơi tốt ở SEA Games 32 dù gặp vô cùng khó khăn. Tôi rất vui khi mọi người ở đây, Singapore tự hào tham gia giải đấu này. Tôi phải nhấn mạnh là SEA Games có ý nghĩa quan trọng với Singapore và cả Đông Nam Á. Đây là giải đấu tốt cho chúng tôi để cọ sát và nâng tầm bóng đá Đông Nam Á. SEA Games là cơ hội cho chúng tôi, các cầu thủ trẻ được hoàn thiện bản thân, tiếp tục hành trình phát triển. Đây là bảng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu để có màn trình diễn tốt. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 Singapore khẳng định. Đội tuyển U22 Việt Nam của ông Chu Xie mạnh hay yếu? Các bạn thân mến, mọi đánh giá trong bóng đá đều dựa trên thành tích thi đấu. Còn ông Chu Xie chưa thể cùng U22 Việt Nam có bất kỳ một kết quả tích cực nào sau 2 tháng làm việc. Sau những sự kỳ vọng đầy tích cực ở thời điểm nhậm chức tại cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Chu Xie đang đối mặt với vô vàn áp lực. SEA Games 32 sẽ là sân chơi được xem là chính thức đầu tiên để kiểm chứng sự kỳ vọng đó cho vị chiến lược gia dày dặn kinh nghiệm người Pháp. Những so sánh giữa ông Chu Xie và ông Park là không thể tránh khỏi ở thời điểm chuyển giao giữa hai vị huấn luyện viên này. Chỉ xét trong nhóm cầu thủ tham dự SEA Games, cân nhắc lại rằng là ở kỳ đại hội
năm 2022, các quốc gia được cho phép sử dụng lưới cầu thủ U23+3. Tức là đội hình vô địch của Việt Nam một năm về trước bao gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh và nhóm cầu thủ sinh từ năm 1999 đến năm 2001. Trong khi đó, ở kỳ đại hội năm nay tại Campuchia, các đội bóng thực chất được cho phép sử dụng lứa cầu thủ U22, tức là các cầu thủ sinh từ năm 2001 trở về sau. Có thể nhìn nhận rằng là ông Chausie đã tiếp nhận một lứa cầu thủ hoàn toàn mới. Chỉ 6 trong 24 cái tên được chiến lược gia người Pháp điền tên vào danh sách cuối cùng chơi ở kỳ SEA Games 31 trên sân nhà. Trong khi đó, nếu nhìn vào kinh nghiệm trận mạc của 24 cái tên nói trên tại giải vô địch quốc gia trong nước, thực tế cũng không mấy ấn tượng. Chưa tới một nửa cầu thủ trong danh sách triệu tập có suất đá chính tại câu lạc bộ chủ quản. Cụ thể là có 7 cầu thủ nằm trong nhóm cầu thủ đá chính ở đấu trường V-League, bao gồm Lê Văn Đô, Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Phan Tuấn Tài, Lương Duy Cương và Nguyễn Ngọc Thắng. 4 cầu thủ nằm trong danh sách đá chính tại câu lạc bộ hạng nhất bao gồm Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam. Đó có thể xem là một tỷ lệ không quá cao nếu so sánh với kỳ SEA Games trước đó. Điểm khác biệt có thể nhìn thấy rõ nhất ở thời điểm U23 Việt Nam của ông Chausie so với ông Park Hang-seo là kiểm soát bóng, là những bước di chuyển hoán đổi vị trí và tạo tư thế thân người giúp mở ra những lựa chọn chuyền bóng cho các đồng đội. Các học trò của ông Chausie có thể nói đã thực hiện bước này là tương đối thuần thục. Đó chắc chắn là một điểm đặc trưng ở trạng thái kiểm soát bóng trong hệ thống 3-4-3 của chiến lược gia người Pháp. Các cầu thủ trong cấu trúc đội hình này luôn được di chuyển, không chỉ tạo ra tư thế thân người hỗ trợ mà còn nhằm mục đích lôi kéo, mở ra một lựa chọn đường chuyền khác cho đồng đội. Sự nhuần nhuyễn này giúp cho đội tuyển U23 Việt Nam đưa bóng đến 1/3 khu vực cuối sân của đối phương ở một nhịp độ là tương đối tốt tại Doha Cup vừa qua. Điều còn thiếu ở phạm vi này là tính đột biến cũng như là sự sắc bén ở các quyết định cuối cùng. Đội bóng của ông Chausie mới chỉ đang làm tốt một phần khi kiểm soát bóng mà chưa cho thấy được sức nặng ở những tình huống cuối. Đây là điều có thể được cải thiện theo thời gian tập luyện. Bên cạnh một số điểm nhấn có thể xem là ấn tượng khác mà ông Chausie đã tạo nên sự đồng bộ trong khu vực gây áp lực tầm cao cùng với phản xạ phòng ngự của tuyến dưới. Ba tiền đạo chọn vị trí hẹp cùng nhau hướng đối phương ra hành lang, từ đó các tiền vệ trung tâm và wingback có thể di chuyển tạo áp lực một cách đồng bộ, ba trung vệ phản xạ trước các tình huống bóng dài. Chưa đề cập đến tính hiện đại thì những gì mà ông Chausie mang đến với U23 Việt Nam có thể xem là một hình ảnh mới mẻ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, kiểm soát được nhịp độ khi có bóng, tạo áp lực ngay từ khâu triển khai bóng đầu tiên của đối phương để làm chủ cuộc chơi là những gì mà chiến lược gia này mong muốn thực hiện